Sau đây là mình xin giao lưu anh em một lô san hô tự nhiên nha anh em, hàng tự nhiên. Đây anh em cứ xem toàn bộ video nha. Về mình trang trí bể cá, mình bỏ cây cảnh cũng đẹp nha. Nói chung là phong thủy cũng rất đẹp. Đây cái này là tự nhiên hoàn toàn nha anh em. Rất đẹp nha anh em. Thằng này là sạch sẽ rồi nha, không có mùi vị gì nha. Anh em có thể là chơi bỏ hồ cá nước ngọt hoặc nước mặn cũng được, rất được. Nói chung là nó không có ảnh hưởng gì đến con cá mình nha. Hay là mình trưng bày phong thủy, mình trang trí trong nhà cũng đẹp. Rồi cái lô này là mình xin giao lưu anh em là tổng lô luôn là 1.500k bao ship nha anh em. 1.500k bao ship. Rồi anh em nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho mình dưới phần bình luận, hoặc liên hệ cho mình số điện thoại là 0353369229. Số điện thoại này là số mình dùng bên Zalo nha anh em. Tổng lô là 2, 4, 6, 8, 10, 12 sản phẩm. Rất đẹp nha anh em. Anh em cứ xem kỹ đi. Rồi có gì alo cho mình. Anh em nào cảm thấy hay thì cho mình xin một lượt like, lượt đăng ký kênh nha anh em, để theo dõi những sản phẩm tiếp theo cho mình